Tôi không thích mèo. Phiền quá. Hanna, thôi mà 3 tháng rồi tôi không có chốt được cái đơn nào hết, cho nên đâu có tiền lương đâu. Chứ tôi ở thêm mấy bữa nữa. Này, tính ra sếp bà cũng kiên trì nhở? Sao vậy? Nếu là tôi cho bà nghỉ tháng đầu tiên luôn. Chú nói ngay xem, bây giờ không có tiền, tuần sau làm gì ra tiền? Tuần sau tôi có tiền. Tôi cho bạn mượn tiền á, bạn tôi nói là tuần sau trả tiền cho tôi. Tuần sau tôi có tiền, yên tâm nha. Vì lỡ bạn không trả thì sao? Thì tới lúc đó tôi xin tiền ba mẹ tôi. Vậy sao giờ không xin luôn? Thôi mà, đừng làm khó tôi nữa. Bây giờ mà xin là ba mẹ tôi lo lắng cho tôi dữ lắm. Chị... Nhà bà khó khăn lắm à? Không, nhà tôi giàu lắm. Hả? Thiệt, tôi nói thiệt, nhà giàu lắm. Ý là ba mẹ tôi có hai cái khách sạn ở trên Đà Lạt lận. Nhưng mà bây giờ xin tiền ba mẹ thì ba mẹ sẽ biết là tôi đã từng tuổi này rồi mà không có làm ra đồng các bạn nào hết. Tới lúc đó ba mẹ tôi lo lắng cho tôi dữ lắm. Chị, mấy ngày thôi nha. Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ năm, thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11.